Hình phạt hôm nay vô cùng đơn giản là ăn bánh su. Yeah. Ở đây có nhiều loại su. Yeah. Có loại là su kem, có loại là su cà na. Su. Su cà na. Su. Su cà na. Su. Su kem là gì? Thơm ngọt mềm béo. Còn su cà na trong đó chứa gì tôi không biết. Sâu có đồ nghe nữa. Mùi gì nồng nặc quá. Mùi mắm tôm. Thôi. Mỗi thành viên đội chiến thắng sẽ đút cho mỗi người bên đây 3 cái. Ủa là hên xui hả anh? Hên xui. À được, chơi được. Chứ xui quá không được. Xin hãy chọn. Tôi sẽ đút cho Lê Dương Bảo Lâm. Ê cái mùi thúi vậy. Em nghe rõ ràng quá. Mùi mắm tôm hay sao á? Trời ơi, bánh thun mà. Tôi sẽ đút cho Lê Dương Bảo Lâm một lần 3 cái. Tại sao vậy anh được? Tại vì Lê Dương Bảo Lâm hồi nãy kéo tôi rất là mệt. Sai miệng L nữa. Mà đối xử với anh như là gì? Sai miệng XL nữa. Không được nhắc tới đó nữa. Thắng rồi. Hôm nay thì về phía là em cho con em bú rồi nữa. Ủa đút vô miệng mắc mới gì cho con em bú gì đó. Em nó bị té re, em không xứng em dỗ con em. Té re rồi lấy đồ nhét lại. Đây. Vô. Ghê nha. Cắn cho không có đẹp phật. Thúi quá anh nha. Vàng nó đúng không? Nó thúi rõ nào. Anh cho không? Anh ăn thử đi. Ăn đừng cãi anh. Lên anh đi. Há miệng ra nè. Ha 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 ha. À. Nhai. Tên anh đi. Ăn từng cái, chứ ăn ba cái nó nguy hiểm lắm. Ăn từng cái nó đỡ hơn. Dạ không? Mùi gì? Đừng có phọt ra nha. Mắm tôm rồi. Mắm tôm rồi đúng không? Bánh su thiệt không hay là tất cả đều ghê hết vậy? Được, nuốt trọng luôn. Ơi, được này nhả đi. Được nhả em ơi. Su kem, su kem. Trời ơi, thật là hạnh phúc cho em. Không còn nhiều su kem với mình đâu. Ăn trước không các bạn. Không còn nhiều su kem. Chuẩn bị xỉu tới. Qua đây, ăn su cà na nè. Hả mẹ. Qua vô chụp đi. Hả mẹ. Qua wasabi rồi. Dạ. Dạ. Đổi đi anh. Ok. Ok. Rất thương. Không cho hửi nữa. Hửi nữa. Ok. Ok. Ăn. Cái đó ok đó, cái đó bình thường. Đó, cái đó bình thường. Ok mà ăn. Anh mà ăn vậy là Ngân chết rồi, tội nghiệp Ngân. Khi em ăn hết đồ ngon thì đồ dở bạn em ăn. Ăn miếng cho vui cho biết với người ta đi. Su cà na. Đầu tiên là mùi gì? Mùi gì vậy? Cái gì vậy? Mùi gì? Mùi gì biết kệ chứ. Nó là muối hột nè. Nó trộn với miếng mắm. Mắm ruốc. Em cắn trúng con ruốc. Em nghe cái sực mà nó hòa quỳ với cái kem nữa. Nó như cái sương tố. Còn cái đầu là gì? Sương đầu là sương kem. Nè em chọn á. Cho em chọn. Cái màu đỏ đi. Chưa. Cái màu đỏ đi. Chưa. Em lộn. Em thấy nó có sực màu đỏ rồi nè. Tương ớt thôi. Tương ớt thôi. Ngọc chọn thì anh cục được. Ngọc chọn đi. Ơi Ngọc hơn lắm á. Bé Ngọc chọn đi cưng. Rồi bốc ăn liền. Ăn liền. Rồi bấm tôm luôn. Nè, xúc miệng, xúc miệng. Xúc miệng. Ê, ghê quá không ơi. Trời ơi, ôi mà giống như là người ta đề máy xe nha. Phun đó. Cái gì vậy? Cái Ngọc. Nó mắm tôm nó Ngọc. Em làm sao thấy em biết được ở trong này cái nào như cái nào. Rồi mà. Tiếp theo. Hết chuyện Ngọc chọn cho Vanh đi Ngọc. Em không biết là nó rồi. Em xin phép được giảm biên chế vòng này đâu em. Tiếp theo. Con ơi chị chơi với em. Lâm ơi anh đừng như vậy nữa. Người yêu tin đồn. Cặp cứu đi chở rồi xin chờ. Em thật sự thì em nhắm mắt em chọn đại nha. Ông còn dư âm. Đi ra ngoài đi. Đi ra ngoài. Rồi em nhắm mắt. Em nhắm mắt em chọn đại. Trúng cái nào thì ăn cái đó thôi. Trời ơi. Cái mùi cái. Đừng có cho ăn mấy cái này nó ghê quá. Bạn em ơi. Đó rồi. Ghê quá. Trúng cái nào thì ăn cái đó em ơi.
Gặm đi, gặm đi rồi. Ok. Ăn cái đầu cũng chết luôn á. Trời ơi. Trời ơi, chú. Chuẩn bị nè, chuẩn bị kêu tên của chị Huệ nè. Chuẩn bị kêu tên Huệ nè. Ngã đi anh ơi, đi ngã đi. Đó, thấy không? Mấy người này là fan của chị Huệ không à? Ê, cho ăn cái này nó trước. Xúc miệng đi, xúc miệng đi. Ngon ơi, vô đây Ngon ơi. Chưa, chưa ba cái luôn mà. Trời ơi, thúi quá, thúi. Trời ơi, hai người bị dính. Em là dây mọc nữ vậy đó. Thấy ăn, anh mắm tôm chung cái này ghê thiệt chứ. Em tưởng sô-cô-la, bóp giọng. Rồi, ổn à. Ổn à. Quê nữa hả? Ổn à. Anh mới nghe cái rộp. Có muối hột không? Sao, sao, sao? Muối hột hả? Muối hột hả? Phải muối hột. Ăn thì bị tăng huyết áp xíu đâu gì á. Phải muối hột, muối hột rồi. Muối hột hả? Ok. Anh Lâm ơi, sao anh Lâm? Trời ơi, xanh mặt luôn kìa. Em ốm thấy rõ luôn á em. Ngon. Ok, ổn. Ổn. Thúi không? Chắc chắn. Bóc đại ai biết. Wasabi. Ngân, vô đây. Hả miền. Chị chọn. Vô đây. Ngân. Em nghe là em thấy đầu bụng tới rồi. Có thể cho em một tỉnh ngầu được không? Thúi lắm, không có ai vô là chọn luôn đi. Có thể cho em một thỉnh cầu được không? Cho em ba cái một lượt được không? Được. Wow. Em chọn ba cái. Không, em không cần anh chọn gì, ông chọn cho em. Này, anh nói nghe nè, em phải lấy ba cái ba mùi nó mới ba đã. Ba cũng vô chỗ. Đó, chết nè. Wow. Em có xô được không? Wasabi trộn bóng tôm ngon à. Trời, em có xô. Rồi, vô, ba cái vô. Ba miệng, thả miệng ra. Ba cái vô chỗ. Xếp lại, xếp lại. Rồi, ok. Ok, wow. Không hề có một cái gì luôn. Phải dễ ăn nhất. Cái gì? Yên tâm đi. Wow. Chị em với nhau không mà không lại hại nhau. Còn cái nữa. Còn cái nữa, ăn luôn đi em. Ba cái là mà. Không hết. Hết, miệng hết mà. Nếu mà nói lại nó đâu có dài bao nhiêu anh, đâu em mà. Em ăn phụ ăn cục. Anh đừng ăn phụ em cục. Cắt bé xôi. Cắt bé xôi. Cắt bé xôi đi. Trời ơi, nhìn cái xô thấy gớm quá. Bây giờ chỉ ai người đó phải hát một ca khúc hit của một ca sĩ đó liền. Trời ơi. Ai mà hát thua là hết hết. Uống 50 bạn, 50 bạn, 50 bạn, 50 bạn. 50. Bạn chỉ tôi trước đi bạn. Từ từ. Ưng một phút. Trời ơi, nó dễ. Thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều. Nó quay lưng đi để người ta khó. Hứa thật nhiều, thất hứa thì cũng thật nhiều. Né qua. Em đậu rồi mọi người. Duy Mạnh. Chiếc đỏ đen, nào, chiếc đỏ đen. 4 3 Đời đối ta con chi, tay trắng tay mà thôi. Na 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 na. Na 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 na. Giờ 50 giờ. Giờ nơ là giờ. Nơ là giờ. Không nhớ là bậy. Đúng rồi, biết mà không nhớ là xạo. Hay quá trời, dạ cầm em luôn dạ, tới em luôn á. Cẩm Ly. Ngại mình đi. Đỡ ngoài mình ơi. Quá. Gió giông nhiều hơn. Hay quá, chết tôi rồi. Lẽ bạn đầu tiên. Quá hay quá, đưa lên, đưa lên, để anh luôn. Chết tôi rồi. Lý Hải. Trời dễ quá vậy. Trời. Hay khóc đi, khóc đi, khóc đi. Đừng trời ngại ngùng. Và hãy khóc nước mắt ướt đẫm chứa trang trong lòng. Nước mắt vô ly quá. Vì bao nhiêu cơn mơ chập cánh bay xa rồi. Thì người đàn ông cũng vẫn phải khóc giống như ai. Thế là Lát Cường. Bạn muốn khen đi khen đi, em hãy vui lên. Hãy cứ vui cười lên. Trường Thế Vinh. Đang Trường. Ngồi bên em cung đàn, cung đàn hát lên tiếng khúc vàng. Bao nhiêu yêu thương đầy vút tan. Chỉ qua Lan Ngọc, chỉ qua Lan Ngọc. Cho em người nào dễ dễ đi, sao anh cho mọi người dễ mà em khó quá vậy. Chuẩn bị đi. Chuẩn bị bài gì? Chích Britney Spears. Britney Spears. Wow. Baby one more time. Hát coi. Oh baby baby. Baby baby baby. Oh. Chị Phương Thanh. Trong vắng chiều nay rớt trong lòng em. Rồi cũng đã được. Được không vậy? Lùi. BTS. Anh mà anh cho kỳ á. Bây giờ thôi thiệt, anh nói thiệt thôi. Ủa rồi thiệt thôi. Việt đúng không? Việt. Anh Quang Linh.
Uống luôn đi. Quá dễ mà. 5 gì bên đây? 4 không, ít, được 3 nhé. 2 1 vô. 50 30 thôi. 30 được. 30 đúng 30, 30. Mọi người 30 bé bảo mày nhắc. Ai mà nhắc đi rồi, thi mà nghe. Tại thấy bé nó chết hát quá đó. Dễ quá. Đáng lẽ là quý vị chúng tôi đã tính ngừng cuộc chơi rồi. Mà bé nó hát đi hát đi. Hát đi hát đi. Hey Phan Đinh Tùng. 4 3 Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Ngày hôm nay ta hey. Mừng hò hoan nơi đây hey. Ngồi bên nhau ta hát mừng đâu, sinh nhật. Vô, 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 vô. Tới tôi cho tôi uống quá. Chịp lạnh. Ly cà phê như muốn nói. Nói cùng em câu gì? Ly cà phê như muốn hát. Hát cùng em câu gì? Rồi. Mình phải nhảy theo đúng cái kiểu cách của ta nha. Rồi. Khánh Phương. Ở bên kia bầu trời, thì đêm chắc đang lạnh dần. Và em giờ đang chìm trong giấc mơ em đêm. Tôi với Lan Ngọc muốn tố với nhau một cái này. Nếu như Lan Ngọc. À, vậy là chơi đối kháng, chơi đối kháng. Tự chỉ cho nhau mà phải được mọi người công nhận là bài hit nha. Đúng 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 đúng. Anh trước đi nè. Ok. Ủa sao anh uống luôn vậy? Uống trước luôn trời đẹp bà. Ủa uống chi? Ủa uống chi? Ủa sao vậy? Ai biết tôi. Rồi chơi đi chơi đi. Rồi chỉ đi chỉ nhau đi. Thôi tôi uống luôn rồi chơi gì nữa. Chúng tôi đang ghi hình thì ngoài trời đang mưa rơi. Ở đây có mì ly. Ra ngoài cái bậc thềm ngồi mưa ướt ăn mì thì còn nói gì nữa. Sao thảm vậy anh? Khổ khổ vậy anh thiệt. Vậy nó mới nhớ lại cái tuổi thơ của mình. Đúng rồi. Trò chơi này có tên gọi là ăn khỏe mau lớn. Chúng ta sẽ được quyền chọn đối thủ. Bên nào ăn trước thì chiến thắng. Đội nào trước nhiều lần chiến thắng. Vậy thôi. Ở đây có 4 món. Có nghĩa là sẽ dư một món để cho các bạn lựa chọn cho nó thư thả. Anh lại anh đâu? Anh chọn em rồi đó. Anh chọn em hả? Đấy, anh chọn em rồi đó. Rồi. Em chọn anh Vinh. Em dám chọn anh sao? Yeah. Tại vì Lan Ngọc đang muốn ăn bánh chưng. Em muốn ăn dưa hấu. Anh muốn phục thù lúc nãy. Anh muốn ăn cái gì? Anh bánh chưng. Không em. Không anh bánh chưng, anh chọn bánh chưng hả? Ta chọn bánh chưng ngược kỳ quá. Quánh tôm xì. Bây giờ vậy nè. Thắng người đó có quyền cứ chọn. Đúng rồi, cứ chọn cặp đi. Ai quánh tôm xì thắng thì được chọn món. Chứ em chưa có tóc bên kia là em chọn. Mời quánh tôm xì luôn. 3, 2, 1, vô. Em chọn dưa hấu. Rồi. 3, 2, 1, vô. Không cần đẹp nha anh ơi. Không cần đẹp nha anh, không cần đẹp nha anh. Cố lên anh ơi, cạp hết cho em anh ơi. Trời ơi, trời ơi. Em giỡn với Ngân của anh hả? Trời ơi, khủng khiếp. Trời ơi, ông Diễn đang cần hết rồi. Trời ơi, nhanh lên anh Diễn ơi. Sao? Ngân ơi. Trời ơi, giỏi quá. Chưa. Ăn chưa thấy cái màu trắng luôn mới được. Dừng lại. Ăn đi Ngân. Sao? Hết rồi. Lại. Ôi quá hay. Cái gì? À cứ vậy thôi. Hết quay rồi. Đang quay đó. Trời ơi. Như vậy là vừa rồi khác biệt là ăn rất nhanh và cái phần đỏ hết trước của Thúy Ngân. Cho nên là Việt đã chiến thắng. Tỷ số hiện tại là 1-0 lượt đầu tiên. Tiếp theo Lan Ngọc bước vô. Tại sao anh luật lại trách né tôi? Em tôi không thích đụng em. Không, chị anh... lại vô với luật đi. Dạ, không, em với anh đi dạ. Em với là Vinh. Không, em tôi với Vinh đi. Ăn sao? Tôi không, với Ngọc. Em với anh Vinh. Em không có quyền lựa chọn. Đúng. Tại sao không quyền lựa chọn? Bên kia chọn rồi, bên đội em chọn rồi. Đúng. Đội em thắng mà. Tôi xây. Là sao tôi xây? Nếu em thắng là em ai chơi thắng với anh Vinh. Còn anh luật thắng, anh luật chơi với em. Đúng. Quyết tâm là anh ấy. Hai ba. Em đã thua Tiến Lực. Có nghĩa là em phải chơi Tiến Lực. Dạ. Và em không được chọn món. Mời Tiến Lực. Mì dành cho em. Con gái thích nhất là bánh chưng. Mẹ bánh chưng là sẽ mặn nhanh lắm. Cái nào với em nó cũng khó. Tại vì em không thích ăn uống lắm. Mì dành cho em hả dạ? Đúng. Tôi ăn mì. Đang còn nóng. Quy định là ăn hết cái và hấp một nửa nước. Nóng lắm á. Từ từ quá. Từ từ nha, phỏng mở nha. Ê, đi qua đây ăn có gió nè. Qua đây nha. Bên này ăn có gió hả? Làm một đũa hết luôn đi anh ấy. Qua cho xin miếng rồi. Thổi phụ.
Ngon quá. Ê, dạ. Thổi dùm thôi. Dạ ăn dùm kìa. Thổi dùm thôi. Thổi dùm thôi. Không mà thơm thiệt á. Ngon. Rất thơm luôn á. Hồi nãy ăn dưa hấu là Thúy Ngân có gọi là để lại cho đời một phần nhỏ nhỏ nha. Thổi dùm thôi. Các bạn ăn mì gói đừng có để lại cho đời. Để lại cho đời một phần nhỏ nhỏ nha. Anh lần anh để một cái hết. Ê, nữa. Dạ ăn kìa. Dạ ăn kìa. Dạ, dạ. Chúng ta tưởng tượng cái dưa hấu nó ra thì cái bầu cũng xinh. Mì gói mà anh đi đường lưỡi mũi kỳ lắm nha. Cái cọng mì gói nó chạy đường lưỡi mũi kỳ lắm nha. Gán lên anh sắp được rồi đó, sắp hết rồi đó. Dạ, đúng kìa. Ê, cái gì vậy anh kìa? Em ra em coi máy móc như thế nào, anh có phim ổn không à? Thổi thôi. Thổi hả? Ngồi đó, lẹ ra anh Ngọc ơi, Ngọc hết rồi. Nước luôn đi anh. Tôi nuốt nước miếng hoài ta. Đang đói luôn á. Thổi đi anh. Rồi, không cần nói nữa, chiến thắng thuộc về Thiên Lực. Trời ơi, phải không vậy? Hay quá anh rồi. Có như vậy mà cũng thua nữa, ăn hết luôn. Hết nước luôn. Ngon rồi, quá. Cặp cuối cùng, Trương Thế Vinh và Lâm Vĩ Dạ. Húp hết cái nước mì còn lại. Ăn cái đó xong rồi quất cái bình chân gì nữa ngon. Ăn nhiều người ta làm chi cho thua. Đúng vậy, bây giờ ta phân tích nè, còn hai món là bánh chưng và kem. Nhưng Trương Thế Vinh đang bị viêm thanh quản luôn. Mà thanh quản là rất cần cho ca sĩ. Nên chắc chắn bánh chưng cần cho nghệ sĩ hài. Em thích mỡ á, bên này mỡ ngon. Cấp em luôn. Được chưa? Dạ. Bánh chưng này nó có một trường hợp đã từng xảy ra. Làm nếu mắt... nuốt quá nhanh là thở không được. Nghẹt họng á. Tôi đã từng bị rồi. 3, 2, 1, vô. Trời ơi, một nhát một. Từ từ nha Vinh. Dạ. Ba này hấp miếng nước. Lần kỹ dữ lắm nha. Hấp miếng nước. Không, không. Hả? Đi cầu đó. Hấp miếng nước cho dễ nuốt. Từ từ. Uống đi. Anh cần uống miếng nước không? Cho anh miếng nước luôn đi anh. Cho anh miếng nước đi. Dạ, ui, tặng rồi em ơi. Hết luôn, ăn hết được tính là sau khi nhai mà nuốt xong nha. Hấp miếng nước đi. Nước hả chị? Uống từ từ. Ghê quá. Nhả ra. Dạ. Nhả thằng xíu đi. Trời ơi. Rồi ăn luôn đi. Không. Ôi, hấp đi. Chưa tính đâu. Hấp đi. Nhanh lên. Xong. Không có nước. Không có nước á. Tôi để kiểm tra đi mẹ nước mà. Không có. Làm bây giờ thắng Trương Thế Vinh. Người ta nghĩ thộn vô nhiều là mình sẽ nuốt nhanh đâu được. Mình sẽ nhai từ từ thì nuốt nhanh hơn. Sẽ nhẹ. Đúng rồi. Sẽ nhẹ. Trời ơi là trời. Sẽ nhẹ thế gì chị? Nghệ sĩ mà sẽ nhẹ. Bên mình thắng 2 lượt. Trò chơi này mình thắng. Tỷ số hiện tại là 2-1. Yeah. Vòng tiếp theo. Em Thúy Ngân. Không. Mời. Chơi. Làm sao. Cố lên. Lạnh lắm. Từ thôi. Cố lên. Anh Việt, anh ở ngoài Hà Nội. Nếu đồng ý, đợt ăn kem rồi mất mì em nhả cái kinh lắm. Nhả rồi. Đồng ý thua giơ tay. Hết giờ cái lại đồng ý thua hay không? Đồng ý thua hay không? Không thua. Còn lâu đi. Lắm. Mời cô em về chỗ à, anh quậy quậy luôn. Đồng ý thua. Mời thua nha. Không nha. Trời ơi. Cô chừng nhiễu cái HP. Trời ơi. Ghê quá. Rớt quá. Có một cái hộp dính lên mặt chị kìa. Sao anh Vinh nhảy dễ vậy ta?
Chưa hết kìa. Dân quá ngồi vậy nè Dân. Đi qua được không? Đừng nhảy, đi qua cũng được. Ủa rảnh quá vậy. Chị Ngọc Giang chị khóc. Em nhảy thử. Tập luyện hả? Dạ em tập luyện. 4 miếng nha Ngọc. Trời ơi trời. Trời ơi trời. Trời nước chảy kìa. Trời ơi, ghê quá, tiếng lực. Chị nhiễu, chị nhiễu lại ba miếng này luôn rồi. Chạy kìa. Lao, 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 lao bụng, lao bụng. Lao đi. Cười ra đi. Trời ơi. Ồ, cái nước chảy xuống thơm lắm. Go, 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 ăn nữa đi, ăn nữa đi. Miếng nào chảy ăn hết đi, miếng nào chảy ăn hết đi. Chị phải chừa hộp lại cho ảnh, để chút nữa anh ngậm hộp thôi vô. Chạy đi, ăn hết cũng được. Go, lái xe. Ồ, quá đơn giản. Nó có miếng à. Bài 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 bài. Cho bốn miếng, bốn miếng, bốn miếng. Rồi chị qua bốn miếng, chị qua bốn miếng. Chị qua bốn miếng. Chị qua bốn miếng. Chết rồi, chết rồi. Có hai miếng mà. Double là bốn miếng. Dọn này. Khoan đã, đừng có dọn, đứng lại, đứng im đó luôn đi. Không chừng tới đây, tới đây rớt nữa nè. Trời ơi, cầm lên tay. Cầm lên tay, một tay. Hết giờ, nhanh lên nào, nhanh lên nào. Thôi, đừng dán, đừng dán, đừng dán, đừng dán. Từ từ thôi. Trời ơi. Mấy miếng à, mấy miếng hả? À? Sao? Rồi, ăn đi, ăn đi. Rồi ăn cho sạch thôi. Trời ơi. Giờ đang chú ăn cái khổ dễ sợ. Đầu nóng đầu thang. Tí nữa em lau miệng cho anh. Nhớ chừa cái có hộp lại nha. Ăn đi nào. Ủa anh chừa lại miếng này đi. Đi ra đi, đi ra đi. Đi ra đi. Được, cũng được còn chút đúng không? Có em Út nó lao miệng được, lao miệng được. Đổ mồ hôi tráng quá rồi kìa. Lao miệng xong cái nó lao lên mặt. Bé dễ thương. Trời ơi, hộp nó nhiễu nhiễu ra kìa, ghê quá. Chừa mấy cái hộp là nha anh Lực. Để ngồi bẹp xuống, ngồi thế này chẳng có rau luôn. Ngồi thế này chẳng có rau luôn. Bùm lên nữa thấy cái chán quảnh, nữa thấy cái chán quảnh. Ra ra xíu. Đúng rồi, ra xíu vậy. Mặt đầy sự hù hận. Tỏ không anh? Xuống anh Lực ơi, còn có 1 miếng nữa, chừa 3 hộp lại thôi Lực. Rồi, để xuống nào. Từ từ. Anh hổ hết rồi, mấy cái hộp anh nhả ra luôn kìa. Thêm miếng hộp nữa. Chữ hào. Cái 5 miếng của em. Cái 5 miếng của em. Cái 5 miếng của em. Cái 5 miếng đầu của em. Go, go, go. Thành thản đi, thành thản, đi thành thản. Nói cái câu gì đó. Trời ơi, tại sao tôi gây nên tội gì? Em nói câu đó hả? Đó. Trời ơi. Trời ơi. Đúng hết hộn luôn. Khổ quá rồi. Lên báo gạo tiền. Một. Hai. Chưa được. Chưa được hộp nào. Chưa được hộp nào luôn. Nhẹ nhàng. Đưa cái lưỡi đưa lên đi. Lên rồi. Bệnh lên mặt anh luôn á.
trơn rồi. Làm cho mấy đứa em thấy, mấy đứa em thấy cứ em phải hồn đó. Hai cái là ba hồn lắm. Hai hồn. Rồi ok. Hai hồn. Anh khoan khoan. Một hồn rưỡi thôi, anh cắn nó làm đôi rồi. Được rồi đâu. Ba hồn rồi. Ba hồn. Nè nè nè. Thời gian chúng tôi đã ghi lại để lát nữa đo với đội kia, nếu đội kia cũng hoàn thành tương tự. Và bây giờ chứng kiến người ta. Xin mời. 2, 3. Thấy chưa, em đã nói rồi. Chị thấy chưa, anh làm cái hành động đó chị. Rồi hai đứa cười người ta hả? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bỏ tụi chị ra nào. 1, 2, 3. Rồi thằng được chọn. Em chọn đây. Rồi vô. Dạ mới 27 Tết con Lộc ăn à. 3, 2, 1. Vô. Happy New Year guys. Happy New Year đó guys. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. New Year. Cô gái nói tiếng Anh rất là chuẩn. Happy New Year. Rất là dễ thương luôn quá trời. Sau này đại sứ danh dự bên nước ngoài bộ. Cuối năm khu Instagram Happy New Year mọi người. Không phải là Happy New Year được, không ăn sao ăn. Để lên, ta đã khát khao ăn dưa hấu từ lâu lắm rồi. Chị Ngân cổ lên. Chị Ngân cổ lên. Đó, ăn phải ăn. Ôi, miếng này nè. Giống như là trợ lý vậy. Thôi mình giúp đỡ người ta đi anh. Người ta có công phát mình Happy New Year mà. Trời ơi. Trời ơi, giỏi rồi đây. Ai làm rớt là tự ăn nha. Biết vậy nãy em không uống nước rồi. Nhảy ra không có bước nha, nhảy nha. Nhảy nha. Chị chạy 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 chạy. Ê, nhảy ra ngoài nha. Nhảy ra ngoài nha. Cặp hai ta. Hai tay vô. Ngân em lau miệng em xong rồi em lau miệng danh đi. Em lau lệ lên, lệ lên. Người ta lựa cái miếng mỏng mỏng đang thử lấy cái miếng dày vô. Chắc đang đói bụng. Hoa hậu ơi, đưa cái mặt ra ngoài hoa hậu ơi. Hoa hậu cũng ăn nhiễu như người thường nha. Nhanh lên em, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. 6 miếng. 4 miếng à. Rồi, ăn đi, ăn đi. Ăn cái này ăn gian nha. Ăn cái đàng hoàng. Em ăn phụ thêm cái đó được không? À. Đó. Đúng ok, cái đó được. Nhanh 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 nha em, nhanh lên nhanh lên. Không sao, từ từ không có gấp. Mất hoa hậu chứ không phải là chết đói mà ăn mà kiểu. Ăn từ từ thôi. Uống vô lát chị già còn lấy hột kìa. Mà gấp gáp vậy cứ bình thường. Cho lại mấy miếng có hột cho cứ chị. Cứ để cho nước nhiễu thoải mái. Nước hoa hậu với nước thường thôi mà sợ. Ăn thoải mái. Anh lực để cho đội em mình, người ta tập trung người ta ăn đi. Cái này là bây giờ chiếc xe hư rồi là không có cầm xe nữa, mà cầm cái mâm là nhảy qua mấy cái trụ này đó nha. Rồi go. Rồi, miếng nữa. Ăn miếng nữa đủ đi. Đủ rồi. Đủ rồi, được rồi, được rồi, được rồi. Ăn một miếng nữa, một miếng nữa đi cho chị già đi. Ngân ăn có 3 miếng rồi. Em ăn 4 miếng mà. 12 người, mỗi người 4 miếng. Hoa hậu thật là tuyệt vời. Đúng rồi, bỏ đó đi em. Đi, 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 đi. Rồi, đi, đi, đi. Hay lắm hậu ơi. Đừng nhấp té cho chị Ngọc nha em. Đó, ta đi vậy nó dễ hơn không? Trời ơi, người thông minh lắm. Đúng rồi, đúng rồi. Đó, nhìn người ta kìa. Không đi, đi vậy là ôi đi sai hay rồi. Hay quá em ơi, hay quá. Dạ, mới hôm 7 Tết con Lộc ăn à. Đây, gầm cho em, gầm cho chị. Hãy xem tóc sắp tóc
mức độ sức chiêu của chị đây. Nè, có cái đường lưỡi khủng khiếp này nha. Ghê chưa? Thấy chưa? What? Thấy chưa? Anh thấy trên rồi người ta ăn nhanh như vậy kìa. Trời ơi, dân Bình Lợi mà. Nhà đúng vừa hấu ăn. Đừng để tao chuyện gì bên ngoài nói chị. Chị cứ tiến tới tiến. Nhà đâu có dưa hấu đâu ăn đâu. Đúng rồi dạ ơi. Năm nào tới tôi cũng dưa leo không à. Hay quá dạ ơi. Hết bụng vô dạ. Thôi. Hay. Ghê thiệt. Hay quá chị ơi. Nè em lượn lên nè. Chị hốp vô một cái. Trời ơi, bên nhóm này ta chơi phải không? Người ta phối hợp rất ăn ý luôn. Trời ơi, hộp này của ai ai biết. Bên ta đi nhanh quá trời á. Bên ta làm gì cũng nhanh đó. Người ta đi nhẹ nhàng khoan thai ấy chưa. Ngẩng mặt lên, trời ơi, tôi mắc tội gì. Thôi. Trời ơi, tôi có lộc ăn. Phải phun nghe em ơi. Đó. Đúng rồi. Cái đó có miệng nha. Phun vậy đó. Phun nha, không có lừa lừa nha, cái này lừa nha. Cái đó lừa rồi em ơi, cái đó lừa rồi em ơi. Cái đó mới có một hộp nghe mép môi à. Cái đó đúng, cái đó đúng. Cái đó đúng. Thôi, đồ có lại chơi với bố hộp là không tính. Năm hộp không tính luôn. Sáu hộp ra, sáu hộp. Xong chưa? Quy định của chương trình là chỉ ba hộp thôi. Dạ còn một hộp nữa, đúng bên hộp này luôn dạ. Chị lắc đi. Lắc cho nó được. Dạ. Lắc đi, lắc lại đi dạ. Lắc lại đi dạ. Lên Phương, thôi lên Phương. Trời ơi, không gian quá. Lắc lắc. Mất tay không ơi. Rớt một hộp rồi. Mai mép môi chưa tính. Đúng rồi. Đúng rồi, đâu có dễ em. Đó. Ok 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 ok. Hay quá. Đôi của Tiến Luật 8 phút 29 giây. Rồi cái gì mà ta. Rồi đội mình. Bắt đầu của mình 8 phút và 10 giây. Hồi nãy là đội mình thắng. Thắng, bây giờ lại thắng, tỷ số là 2-0. Nói đứa mình đây xui nè, mà. Nếu như hồi nãy mà không bị rớt là có thể thắng người ta rồi. Đúng rồi. Tại rớt không rồi cười rồi đưa tới đưa lui nữa. Thêm 2 miếng dưa. Rồi ăn nữa. Thêm nữa. 4 miếng cho 2 miếng đâu. Sao kỳ quá hả? Em. Em đâu có vậy đâu đúng không? Không được nói luôn. Người ta ăn 6 miếng là còn có 6 miếng thôi, có nghĩa là mình chỉ cần ăn 3 miếng hoặc là 2 miếng cũng được. Người ta đã gắn cho mình rồi. Để mâm lên cổ lái. Không ai chạy xe đi shipper mà để đồ ăn lên cổ lái hết. Rồi quẹo cua. Không, cái đó em chỉ cho không. Mình rất thông minh. Mình là một phụ nữ thông minh. Thiệt luôn á. Tại bên kia xào xáo quá. Thua lúc nào cũng xào xáo em ơi. Tôi muốn hình phạt luôn. Không chơi gì nữa cả. Không chơi nữa. Chơi trò chơi tiếp theo. Ngay bây giờ thưa quý vị,